sáng đều màu da, mở thâm nám, thu nhỏ lỗ chân lông, tái tạo phục hồi da. Niacinamide là gì? Mà tại sao nó lại thần thánh như vậy nhỉ? Cách sử dụng niacinamide thế nào cho hiệu quả? Hãy cùng bác sĩ Mã Phượng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Chào mọi người, mình là bác sĩ Mã Phượng, bác sĩ da liễu. Trước khi bắt đầu vào chủ đề ngày hôm nay, các bạn hãy cùng nhau tham gia vào group chăm sóc da khoa học cùng bác sĩ Mã Phượng và like fanpage bác sĩ Mã Phượng. Ở trên đó, bác sĩ có chia sẻ rất là nhiều bài viết giúp các bạn có thêm nhiều kiến thức về da và hỗ trợ tư vấn giải đáp những thắc mắc, đồng hành cùng bạn giúp cho bạn có làn da khỏe đẹp hơn. Niacinamide là một dẫn xuất của vitamin B3. Nó có mặt ở trong những loại thực phẩm mà chúng ta dùng hàng ngày như là rau quả, ngũ cốc, thịt cá. Đây là một loại vitamin tan trong nước nên là nó rất là dễ hấp thu. Niacinamide được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực làm đẹp và được các hãng mỹ phẩm sử dụng trong các sản phẩm chăm sóc da. Đồng thời cũng được nhiều bác sĩ da liễu lựa chọn vào liệu trình chăm sóc da vì những cái tác dụng rất tuyệt vời của nó. Tác dụng đầu tiên là niacinamide phục hồi hàng rào bảo vệ da. Khi sử dụng niacinamide thì thấy rằng nó tăng cường lớp ceramide và axit béo trên bề mặt da. Ceramide và axit béo đóng vai trò rất là quan trọng trong việc giữ ẩm và duy trì hàng rào bảo vệ tự nhiên trên da, giúp da của chúng ta khỏe hơn. Nên là niacinamide phù hợp với những bạn có làn da khô, da nhạy cảm hoặc là da bị tổn thương do sử dụng corticoid. Thứ hai là kiểm soát bã nhờn, thu nhỏ lỗ chân lông. Qua những nghiên cứu thì cho thấy rằng khi sử dụng niacinamide nồng độ từ 2-4%, nó có tác dụng là giảm tiết bã nhờn, đồng thời sẽ hạn chế được cái tình trạng mụn trứng cá. Các bạn mà da đổ nhiều dầu, nổi mụn trứng cá thì nên dùng thêm niacinamide trong chu trình chăm sóc da hàng ngày của mình, vì nó giúp giảm tiết bã nhờn như vậy nên là nó cũng hỗ trợ cải thiện cái tình trạng lỗ chân lông to. Khi sử dụng niacinamide khoảng 4-6 tháng, các bạn sẽ thấy là lỗ chân lông của mình nhỏ hơn rõ rệt. Tuy nhiên là để đạt được hiệu quả cao này thì các bạn cần kết hợp thêm những cái sản phẩm như là BHA, retinoid. Thứ ba là niacinamide hỗ trợ làm sáng đều màu da và làm mở thâm nám nhờ vào cơ chế là ức chế quá trình vận chuyển sắc tố melanin lên trên bề mặt da. Các bạn hãy tưởng tượng là ở dưới da của chúng ta có những cái tế bào melanosome. Khi bị kích thích từ các tác nhân bên ngoài như là tia UVA chẳng hạn thì nó sẽ sản sinh ra rất là nhiều sắc tố melanin, và các sắc tố melanin này sẽ đi lên phía trên lớp biểu bì trên da và hình thành những cái vết nám tàn nhang và làm cho da của chúng ta không đều màu. Và niacinamide ức chế cái quá trình vận chuyển sắc tố melanin lên bề mặt da này. Để sáng da, mở thâm nám hiệu quả, chúng ta cần kết hợp thêm những cái sản phẩm như là vitamin C, chandesamic acid. Thứ tư, niacinamide có tác dụng trẻ hóa da, giảm nếp nhăn. Có rất là nhiều nghiên cứu cho thấy là khi sử dụng niacinamide trong thời gian dài sẽ giúp kích thích tăng sinh và tổng hợp collagen. Tuy nhiên, tác động trẻ hóa da của nó vẫn nhẹ hơn là retinoid, nhưng nó vừa có tác dụng tăng sinh collagen, đồng thời cũng tăng giữ ẩm cho da. Như vậy nó sẽ hỗ trợ phần nào cái việc cải thiện cái tình trạng nếp nhăn trên da của bạn. Sau khi nghe xong tác dụng của niacinamide, các bạn có thể thấy là nó dùng được cho rất là nhiều đối tượng, như là các bạn da đổ nhiều dầu, bị mụn trứng cá cũng dùng được, hoặc là các bạn gặp vấn đề về thâm đỏ này, sạm da, nám, tàn nhang, da không đều màu cũng có thể dùng được cho các bạn mà da yếu, da khô, da nhạy cảm. Dùng niacinamide thế nào cho hiệu quả? Niacinamide có độ pH trung tính là từ 5-6, không bị oxy hóa như vitamin C, vì vậy nó rất là dễ sử dụng và bảo quản. Niacinamide khá là lành tính và ít khi gây kích ứng cho da. Thường các bạn mà bị kích ứng ấy là do kích ứng cái thành phần mà kết hợp với cái niacinamide này. Vì vậy mà khi các bạn lựa chọn sản phẩm chứa niacinamide thì các bạn cần để ý thêm các thành phần đi kèm trong cái sản phẩm đó để chúng ta có thể lựa chọn được cái sản phẩm phù hợp với tình trạng da của mình. Cách dùng niacinamide trong chu trình chăm sóc da chúng ta sẽ dùng như thế nào nhỉ? Các bạn có thể là dùng 2 lần trên một ngày, vào buổi sáng và buổi tối. Với cái chu trình chăm sóc da đơn giản thì bạn có thể dùng niacinamide sau bước toner. Còn với chu trình chăm sóc da phức tạp hơn như là có thêm BHA, AHA,
vitamin C retinoid thì các bạn hãy dùng như sau nhé. Sau khi dùng toner thì các bạn sẽ dùng đến BHA, AHA hoặc vitamin C trước, vì cái loại này có nồng độ pH thấp hơn là khoảng 3 đến 4, vì vậy mà chúng ta sẽ dùng trước đó. Sau khi bôi khoảng 15 phút thì các bạn mới bắt đầu dùng đến niacinamide. Khi dùng niacinamide xong thì tiếp đó mới đến là dùng retinoid. Các bạn thường phân vân rằng là nên lựa chọn niacinamide với nồng độ thế nào khi mới bắt đầu sử dụng, hoặc các bạn mà có nền da nhạy cảm dễ kích ứng thì các bạn nên lựa chọn niacinamide nồng độ thấp, từ khoảng 2 đến 5% thôi. Và nếu như các bạn có tình trạng da khỏe này, da mà gặp nhiều vấn đề như là lỗ chân lông to, da lão hóa, thâm sạm và không đều màu thì các bạn nên lựa chọn cái nồng độ cao hơn là từ 10 đến 20%, như vậy mới hiệu quả. Niacinamide có rất nhiều tác dụng phải không nào? Bạn hãy chia sẻ video này để giúp mọi người hiểu hơn về niacinamide và để sử dụng nó thật hiệu quả. Đừng quên đăng ký kênh của bác sĩ để nhận thêm nhiều kiến thức về da các bạn nhé. Nếu có câu hỏi gì các bạn hãy để lại dưới comment cho bác sĩ nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.